Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, đơn vị huyện Tân Thạnh, có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa, Nhân Ninh trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri kiến nghị cần xem xét giải quyết một số vấn đề như hạ thế đường điện bờ Tây Nam xã Tân Hòa, vì hiện nay người dân kéo điện từ bên sông qua rất nguy hiểm, cần củng cố và nâng cấp các đê bao lửng phục vụ sản xuất, có biện pháp quản lý không gian mạng, cần mở rộng, nâng cấp đường lộ bờ Bắc Hai Hạt, xã Nhân Ninh như lộ bờ Nam để nhân dân thuận tiện trong giao lưu hàng hóa với tỉnh Tiền Giang, nhất là vào thời điểm cuối năm. Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị các nội dung khác như vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn và công tác chuyển đổi vật nuôi cây trồng, y tế, an ninh trật tự.